Chiều nay 26 tháng 4, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ, dân công hỏa tuyến từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại huyện Bảo Yên. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy cùng đoàn công tác tới thăm hỏi, tặng quà, động viên các ông bà Cổ Thị Thon, Hoàng Thị Nguyên, Cổ Thị Hin, Hoàng Thị Tiên, Hoàng Văn Dận và Hoàng Thị Kính. Đây đều là những dân công hỏa tuyến phục vụ trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, hiện đang sinh sống tại xã Vĩnh Yên. Thăm gia đình thân nhân liệt sĩ Hoàng Văn Hiến, tham gia dân công hỏa tuyến, hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Dương Đức Huy ân cần thăm hỏi, động viên sức khỏe các cụ và gia đình, bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các cựu chiến binh, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Mong các cụ và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, giữ mãi tinh thần chiến sĩ Điện Biên năm xưa, luôn là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ học tập noi theo.